xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thị Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cũng như là cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Trong video ngày hôm nay thì kênh sẽ tổng hợp các top sữa nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như là top sữa bán chạy nhất. Thì cái dòng sản phẩm sữa nào, các cái thương hiệu sữa nào nó có những cái chất lượng gì đến với con của các bạn, thì các bạn hãy cùng theo dõi với mình trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi mình chia sẻ về video này thì hãy cho kênh Mẹ Bé Thị Thảo một nốt like cũng như nốt đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như là đưa đến cho các mẹ nhiều kiến thức chăm sóc con của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào ngay top 8 thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu sữa nổi tiếng nhất tại thị trường Việt Nam, cũng như là những cái thương hiệu đấy thì có những sản phẩm sữa nào là nổi trội nhất, thì các mẹ cùng theo dõi với mình. Thì kể đến cái top sữa đầu tiên, đó là ông Nestle, một hãng sữa khá nổi tiếng và được rất nhiều các mẹ ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Và kể đến Nestle thì chắc chắn là sẽ không quên được, đây là dòng sản phẩm Nan của Nestle. Nan thì có Nan Nga và Nan Việt. Thì đối với dòng sản phẩm Nan này thì được các mẹ biết đến với việc là dòng sản phẩm sữa mát tốt tiêu hóa, nó giúp cho các bé lên cân từ từ, cũng như là giúp cho các bé, những bé nào bị tình trạng táo bón, hay là những bé nào vừa kết hợp vừa uống sữa sữa Nan và bú sữa mẹ thì rất thích hợp, vì nó rất là nhạt, mát và gần giống với sữa mẹ nên bé rất thích và ưa chuộng. Tiếp theo là Nestle sẽ có một cái dòng sản phẩm nữa, đó là Milo. Milo này là Milo dạng bột và Milo dạng nước sữa tươi nữa. Và hàng Nestle thì cũng có rất nhiều dạng sữa tươi dành cho bé bột ăn dặm. Ngày hôm nay thì mình đang mang đến cho các bạn đây là hộp Milo dạng bột. Thì chắc chắn rồi, hầu như tất cả các bé nào từ cấp 1, cấp 2 hay là từ 4 tuổi trở lên đều thích Milo này, bởi vì nó có mùi lúa mạch và sô-cô-la rất thích hợp và đã được nghiên cứu rất thích hợp cho các bé. Đây là cái dòng sản phẩm của Nestle, ông lớn đầu tiên trong top sữa thị trường nổi tiếng Việt Nam. Đến thứ hai đó là Nutifood. Nutifood là một cái hãng sữa cũng khá nổi tiếng, dù là nó ra đời muộn nhưng mà nó vẫn đứng vị trí thứ 3 tại thị trường Việt Nam. Về các hãng sữa của Nutifood thì dành cho các bé từ 0 đến 6 tuổi và hơn 6 tuổi nữa, có cả các dạng sữa tươi. Thì phải kể đến Nutifood đó là Grow Blue màu đỏ này, Grow Blue màu xanh, màu cam. Thì ở những cái video trước mình nói rất kỹ về các dòng sản phẩm Grow Blue, Nutifood IQ dành cho phát triển trí não của bé, rồi Nutifood Nguyên Kem dành cho cả gia đình sử dụng. Đây là dòng sản phẩm của Nutifood, nó rất nhiều, có cả những sản phẩm dành cho người già, chăm sóc người già nữa. Ngày hôm nay thì mình không tiện để mang lên hết lên xe này, bởi vì là thứ nhất là không có sổ để trưng hết. Về cái dòng sản phẩm Nutifood này, thị trường sữa của nó rất rộng và được rất nhiều các mẹ ưa chuộng và phản hồi về cái dòng sản phẩm Nutifood là giúp cho con tăng cân, giải cho những trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, và những trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi thì dùng dạng Grow Blue đỏ này rất tốt và các mẹ phản hồi lại bé lên cân, có cả dạng pha sẵn và sữa tươi cho bé nữa. Đấy là ông sữa lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo kể đến một cái thương hiệu sữa nữa thì không thể thiếu được Cô Gái Hà Lan. Cô Gái Hà Lan thì được các mẹ biết đến với các sữa tươi Cô Gái Hà Lan này, rồi sữa đặc, và ngoài ra thì có dạng Dot Lady như thế này. Đây là dạng sữa bột của Cô Gái Hà Lan cũng được rất căng nhiều các mẹ ưa chuộng. Và một cái thương hiệu sữa nữa đó là Friso Lacto này cũng của Hà Lan. Thì nó sẽ giúp cho bé, cái dòng sản phẩm này giúp cho bé phát triển chiều cao này, phát triển về trí thông minh của bé, một bước đầu bước đệm để cho bé phát triển trí thông minh của mình, chiều cao của mình và lên cân một cách từ từ. Rất thích hợp cho những bé nào mà về chiều cao chưa được phát triển, cũng như là về cân nặng và trí thông minh của mình. Dòng sản phẩm sữa của Cô Gái Hà Lan khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo thì không thể thiếu được đó là Vinamilk. Ông sữa Vinamilk thì chắc chắn rồi, hầu hết tất cả các mẹ Việt Nam đều biết Vinamilk là một cái ông sữa khá lớn tại thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Một công ty sữa có thị trường gần như là chiếm thị trường toàn quốc luôn, nó chiếm rất nhiều với các hàng sữa tươi, sữa chua, su su, miên sống, rồi các loại sữa bột, các loại bột ăn dặm, nó phổ biến hết. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các loại sữa bột nhá. Ngày hôm nay sẽ giới thiệu các loại sữa bột, còn sữa tươi thì mình không thể mang lên trên này để trưng hết cho mọi người được. Thì kể đến Vinamilk đó là dòng Deluxe. Deluxe này là Grow Blue này.
Deluxe này là Alpha IQ Go, rồi có Optimum, có những cái dòng sản phẩm Optimum dành cho bé nữa. Những bé nào bị nôn chớ thì cũng có dòng sản phẩm Optimum. Rồi sữa thì có sữa không đường, sữa tươi không đường, sữa tươi có đường. Đấy là những cái sản phẩm của công ty sữa Vinamilk và một cái thương hiệu bán chạy tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo kể đến một ông sữa cũng khá bán chạy và bán chạy gần như nhất ở thị trường Việt Nam, đó là Ebert Hoa Kỳ. Thì Ebert Hoa Kỳ là một cái thương hiệu sữa đến từ Mỹ và được các mẹ phản hồi lại là thứ nhất là giúp bé lên cân này, thứ hai là bé phát triển, khi mà bé sử dụng thì bé lanh lợi, bé lên cân cũng và cái dòng sản phẩm sữa thì thơm mát giúp bé dễ ốm. Ngày hôm nay thì mình cũng đưa đến các dòng sản phẩm của Ebert Hoa Kỳ. Phải kể đến đầu tiên đó là Similac HMO. Cái dòng sản phẩm này là mới ra, nó đưa HMO trong sữa mẹ vào trong sữa đầu tiên trên thế giới có HMO trong sữa mẹ. HMO là một cái chất là tạo môi trường cho vi lợi khuẩn có lợi trong đường ruột của bé, giúp phát triển vi lợi khuẩn có lợi để bé có một kháng thể tốt. Đây là cái dòng sản phẩm Similac HMO đầu tiên trên thế giới đưa HMO vào trong sữa công thức. Tiếp theo là Pediasure. Pediasure thì cũng là của Ebert Hoa Kỳ, dành cho bé từ 1 đến 10 tuổi. Những bé nào bị suy dinh dưỡng này, những bé nào bị tình trạng thấp còi suy dinh dưỡng thì đây là một cái dòng sản phẩm sữa rất tuyệt vời cho các bé. Tuy là giá nó sẽ hơi cao hơn với cái dòng sản phẩm này là của Mỹ và nhập ngoại. Và phải kể đến đó là Ensure. Ensure thì được bác sĩ khuyên dùng với những bạn nào mà những ai mà đi mổ này, những ai người già ốm yếu này. Và các dòng sản phẩm này bổ sung một cái chất dinh dưỡng rất lớn. Những người phải đi mổ hay là những người phải bị ốm yếu không ăn được gì thì sẽ được bác sĩ kê đơn cũng như là bác sĩ hướng dẫn việc sử dụng sữa Ensure trong cái quá trình điều dưỡng sức khỏe cũng như là bổ dưỡng sức khỏe của mình. Và giá sản phẩm Ensure thì cũng khá là cao, vì vậy nên có thể là nhiều gia đình chưa thể mua được những một số dòng sản phẩm của Ebert Hoa Kỳ. Đấy là cái thương hiệu tiếp theo. Và tiếp theo nữa đó là một cái dòng sản phẩm sữa trên thị trường Việt Nam khá nổi tiếng, đó là Physiolac của Pháp. Thì đây là cái dòng sản phẩm ngày hôm nay thì mình đưa đến, đây là số 1. Cái dòng sản phẩm này ở bên Pháp, cái ưu điểm của nó tại sao mà được các mẹ Việt Nam tin dùng thì thứ nhất là nó giúp cho bé tăng cân nhanh chóng. Và cái thương hiệu sữa Physiolac này có ở bên Pháp, rất nổi tiếng ở bên Pháp và rất nhiều các quốc gia khác tin dùng. Cái sản phẩm này ở quốc gia Pháp đã được, trong cái quy trình sản xuất này đã được này, kiểm định nghiêm ngặt cũng như là thử nghiệm rất nhiều trên các thử nghiệm cũng như là các cuộc thí nghiệm thì đã đạt chất lượng ISO 22000. Cũng có video của mình nói rất kỹ về cái dòng sản phẩm sữa Physiolac của Pháp này. Ngày hôm nay thì mình sẽ lướt qua nhanh thôi, bởi vì kể tên 8 thương hiệu nổi tiếng và các dòng sản phẩm sữa mà mình đi sâu từng hộp một, từng loại một thì chắc chắn là sẽ rất tốn thời gian của các bạn xem video này. Cái thương hiệu nổi tiếng thứ 7 tại thị trường Việt Nam đó là Meiji Nhật. Thì Meiji Nhật là một cái công ty truyền thống, một cái dòng sản phẩm sữa truyền thống tại bên Nhật Bản, và nó được biết đến với một dòng sản phẩm thứ nhất là bổ sung một cái hàm lượng DHA cũng như là AA để bé phát triển thông minh. Vì vậy nên người Nhật Bản, các bạn sẽ biết được rằng người Nhật Bản rất thông minh. Và cái dòng sản phẩm này thì thứ nhất là vị nó gần giống sữa mẹ cho bé dễ uống này. Thứ hai là nó được thiết kế rất tiện lợi, như cái dòng sản phẩm hộp mình đang cầm trên tay đó là dạng thanh như thế này. Thì đối với những mẹ nào mà hay đi du lịch hay là con phải đi xa hay pha sữa cho con thì nó sẽ có dạng thanh như thế này để các mẹ pha rất tiện lợi. Cái dạng tiếp theo của Meiji Nhật đó là dạng lon như thế này, thì dễ pha chế cho bé và cũng như là sử dụng cho bé. Về cái dòng sản phẩm Meiji Nhật này, nó giúp cho bé phát triển chiều cao này, các mẹ phản hồi để lanh lợi thông minh. Và cái dòng sản phẩm này bổ sung một cái hàm lượng DHA và AA rất lớn để giúp cho bé thông minh cũng như là phát triển trí não chiều cao của mình. Và một dòng sản phẩm sữa cuối cùng, một cái hãng sữa cuối cùng, hãng sữa thứ 8 đó là của Mead Johnson. Mead Johnson thì được kể biết đến với dòng sản phẩm Enfamil A cộng. Thì mình cũng đã có một video nói về Enfamil A cộng rồi. Ngày hôm nay mình đang cầm trên tay Enfamil A cộng số 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Thì cái dòng sản phẩm này là được ông Mead Johnson nghiên cứu và đưa ra cái dòng sản phẩm này. Thứ nhất là nó có DHA, AA giúp cho bé phát triển trí não. Cái dòng sản phẩm này còn giúp cho bé thông minh này, phát triển trí não này, phát triển võng mạc mắt,
tăng cân, nhưng mà cái sản phẩm này sẽ tăng cân từ từ thôi, không tăng cân nhanh nha các mẹ. Và tiếp theo là nó cho bé một cái hệ tiêu hóa tốt, khỏe mạnh và kích thích hấp thụ. Đấy là 8 thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như là bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam cũng như là tại shop mẹ bé Thị Thảo này. Ngày hôm nay thì mình đã đưa đến cho các bạn 8 thương hiệu. Thứ nhất đó là Nestle, thứ hai đó là Nutifood, thứ ba đó là cô là gái Hà Lan Dot Lady, thứ tư đó là Vinamilk, thứ năm đó là Albert, thứ sáu là Physiolac, thứ bảy là Meiji và thứ tám là Mead Johnson. 8 thương hiệu sữa cũng như là cùng các loại sữa đi cùng, nó là những cái sản phẩm khá nổi tiếng và vì vậy nên các mẹ sẽ yên tâm khi sử dụng những cái thương hiệu sữa này cho con của mình, vì những đã đạt được cái thương hiệu nổi tiếng cũng như được nhiều mẹ ưa chuộng thì chắc chắn là sản phẩm nó phải chất lượng cũng như là uy tín rồi. Và ngày hôm nay thì mình đã kể xong 8 thương hiệu này rồi, sẽ mong là những cái kiến thức kênh mẹ bé Thị Thảo đưa đến cho các mẹ sẽ giúp cho các mẹ chọn được một cái sản phẩm sữa cho con thích hợp cho con, để con có thể lên cân khỏe mạnh cũng như là phát triển một cách toàn diện nhất. Cảm ơn tất cả các mẹ đã theo dõi và ủng hộ kênh mẹ bé Thị Thảo. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau.